của một nhà thiết kế nào cả. Nó cả tên chứ. Các bạn còn thấy một cái khác biệt nữa. Make up khác lắm. Có cái gì ở trên đây này? Có cái vết gì ở trên đây này? Không biết đây có phải là một cái xu hướng make up mới không? À không, thực ra đây là một cái ngẫu hứng của Tùng mà chỉ make up của Tùng thôi. À Tùng muốn là có một điểm nhấn khi mà Tùng xuất hiện tại chương trình ngày hôm nay. Và Tùng mong là mọi người sẽ thích cái á. Mọi người sẽ thích cái á. Tha thu mà. Sao Tùng bẽ lên thôi. Tha thu mà. Tha mà thu mà. Sao Tùng bẽ lên thôi. Tha thu mà. Tha thu. Tha thu mà. Tha mà. Tha mà thu mà. À không, thực ra đây là một cái á. Tùng bẽ lên thôi. Tha thu mà. Tha mà. Tha mà thu. Đây là một cái ngẫu hứng của Tùng. Tùng bẽ lên thôi. Tha thu mà. Tha mà. Tha mà thu. Sao Tùng bẽ lên thôi. Sao Tùng bẽ lên thôi. Không, đơn giản chỉ là mình thích thôi. Sao Tùng bẽ lên thôi. Mình thích cái gì thì mình bẽ lên thôi. Không nhất thiết là phải vẽ lên thôi. Sao Tùng vẽ lên thôi. Sao Tùng vẽ lên thôi. Sao Tùng vẽ lên thôi. Không nhất thiết là phải của một nhà thiết kế nào kiếm. Tiến nào kiếm. Sao Tùng vẽ ra thu mà. Tùng biết cái gì Tùng vẽ lên thôi.